Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 131, Duyên Phận Nghĩ tới Lâm Chính Thanh, Lâm Phương chợt lạnh sống lưng, muốn kể cho Điển Thị nghe về các hành vi đáng sợ của hắn, song cuối cùng vẫn không dám. Lâm Đại lang trúng liền tam nguyên, Điển Thị nhìn con gái, cũng coi như là phúc vận của con, lúc trước chẳng phải con vẫn luôn thích Lâm Đại Lang sao? Nếu không vì lúc trước thích, Lâm Phương đã chẳng biết được. Bộ mặt thật của Lâm Chính Thanh, bây giờ không còn đường khác để đi, nàng ta chỉ đành ngóng trông rằng sau khi kết hôn, Lâm Đại Lang sẽ tốt với nàng ta hơn một chút. Thời gian qua đi, Lâm Phương tựa như con tôm bị vớt khỏi nước, ban đầu dãy dữ dữ dội rồi từ từ ỉu xìu. Bảng vàng được đăng lên, thí sinh vốn đầu công sĩ lần trước khóc lóc kêu oan vì bị đánh rớt ở lần này. Thí sinh lần trước khi không đậu kỳ này lại đậu thì kích động quỳ lại bên đường hô to, ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Kỳ thi lần này trầm rất công bằng, Trần Doãn Viễn vừa uống trà vừa cảm khái, chỉ là hơi khắc nghiệt với thằng bé tề ra. Còn nghe nói bảng vàng đã hơi muộn là vì có hai bài thi không thể phân biệt hơn thua, cuối cùng phải qua châm hội đồng, cẩn thận xem xét mới phát hiện một bài dùng từ ngữ với câu cá khéo léo hơn, cũng chính là bài của đại gia nhà họ Lâm. Lão thay thay nhánh cả gật đầu, tất nhiên hiểu Trần Doãn Viễn đang giải thích vì sao Tề Nhị Lang lại thua Lâm Chính thành kết quả như vậy cũng coi như đính chính được danh tiếng cho thằng bé rồi. Trần Doãn Viễn thở dài, cũng nhờ chủ khảo đại nhân một lòng lấy nước làm đầu, đối xử bình đẳng với tất cả các thí sinh. Chẳng qua mọi người đều thấy ấm ức cho thằng bé tể ra, nếu không vì bị nhốt trong đại lao hình bộ thời gian dài hội nguyên kỳ này vẫn là nó cho mà xem lâm di ở buồng trong hơi ngừng đầu lên chủ khảo và hội đồng chấm thi công bằng đó chính là kết quả mà trên dưới tề ra dốc lòng nhắm tới linh lung ngồi cạnh binh phong ăn vụn bánh hoa sen mãi nghe bên ngoài nói chuyện mà quên cả dấu diếm bị quất hồng tặng lẽ đi tới đập vai một cái cô nàng mới giật bắn mình suýt kêu thành tiếng Hai nhà đầu che miệng cười rúc rích với nhau. Từ khi biết sẽ được Lâm Di dẫn theo tới Chu Gia, Linh Lung và Quất Hồng luôn trong tâm trạng phấn khơi. Chẳng rõ có phải do ảnh hưởng của thời tiết tốt hay không, Lâm Di cũng thấy lòng thư thái hơn hẳn. Bên ngoài Trần Doãn Viễn vẫn chưa kể hết tin tốt, Hoàng thượng ban thưởng ngân bài và tổ chức an vinh yến cho cả Lâm Chính Thanh và Tề Trọng Hiên. Theo lý thì chỉ có Trạng Nguyên mới được thưởng ngân bài và dự ân vinh yến lần này hoàng thượng phá lệ, hẳn bởi vì muốn khích lệ tề trọng hiên bị ảnh hưởng bởi án gian lận khoa cử lần trước. Lão thái thái nhánh cả gật đầu, thằng bé tề ra cũng coi như là được phúc trong họa, về sau nhất định sẽ được hoàng thượng trọng dung. Thu lợi trong chuyện này còn có Lâm Chính Thanh, lần trước nhìn thấy nụ cười đắc ý của Lâm Chính Thanh, Lâm Di bèn suy đoán, chuyện của tề nhị lang nói không chừng có liên quan tới hắn có khi nào Lâm Chính Thanh cũng nhớ chuyện kiếp trước giống nàng không? Nếu là vậy, hắn nhất định biết trước đề thi lần này, vừa hay dùng đề thi để hãm hại Tề Trọng Hiên, chờ đến kỳ thi lại sẽ dễ giành lấy vị trí hội nguyên hơn. Giống như lần trước Lâm Chính Thanh nói ra nhũ danh của nàng. Qua lần đó nàng đoán Lâm Chính Thanh không giống nàng, hắn chỉ nhớ được vài chuyện rời rạc ở kiếp trước thôi. Lâm Chính Thanh thành rể hiền của Trần Nhị Lão Gia, như vậy về sau trên yến tiệc của Trần Gia đều sẽ nhìn thấy hắn. Đây cũng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Chính Thanh và Chu Thập Cửu đều là kẻ nàng muốn tránh mà chẳng thành. Lâm Di chậm rãi hít vào thở ra, cố xua đi cảm giác một ngạt trong lòng, gọi Linh Lung và Quất Hồng cùng đi làm điểm tâm. Sau khi nàng xuất giá, được thiện của tổ mẫu sẽ phải giao lại cho nữ đầu bếp đảm nhiệm, nàng không còn bao nhiêu cơ hội tự tay hiếu kính tổ mẫu nữa chỉ mới qua mấy ngày mà thời tiết đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh, cuộc thi đình kết thúc bằng một dấu chấm tròn viên mãn, đánh dấu sự tham gia của một nhóm động nhân tài trụ cột quốc gia mới vào chiều. Lâm Chính Thanh là Trạng Nguyên, Tề Trọng Hiên xếp hạng 3 Thám Hoa. Tin tức truyền đến Trần gia, Trần Đại Thái Thái Đông thì nghe xong liền mất xỉu, Lâm Uyển vốn nên là Trạng Nguyên phu nhân đấy, trời ơi là trời, đúng là miếng thịt đã đến miệng còn bị người khác cướp mất mà không chỉ bị đà kích bởi tin này, đại phòng nhánh thứ hai Trần Gia càng buồn đau hơn vì thiếu gia do di nương cùng thị của Trần Đại Lão Gia sinh ra chưa được đầy tháng đã chết non. Bạch ma ma nhẹ giọng kể lại cho Lão Thái Thái nhảnh càng nghe, cùng thị nói thiếu gia vừa sinh ra đã tím tái, run bẩn bật, nhất định là trúng độc trong thời gian hoài thai, đòi nhị Lão Thái thải đồng thị và Đại Lão Gia phân xử cho mình. Đại lão gia thấy con trai vừa chào đời đã yếu mạng thì cũng nghi ngờ đại thái thái, khiến đại thái thái bệnh liệt giường không dậy nổi. Dẫu bình thường nhị lão thái thái không thích đại thái thái lắm, nhưng lần này cũng không dung nổi hành động của đại lão gia, gọi đại lão gia tới mắng mỏ một trận, cũng mắng cùng thị không tuân thủ bổn phận, cố tình hãm hại chủ mẫu, muốn trục xuất cô ta khỏi gia môn. Chỉ nháy mắt mà cùng thị đã mất đứa con, bị đuổi khỏi Trần gia nghĩ thế nào cũng thấy giống như có kẻ ngấm ngầm động tay động chân. Kẻ này là ai? Đại thái thái đồng thị bệnh nằm trên giường. Lão thái thái nhánh cả trao mày, e rằng lão đại không chịu để người đàn bà kia đi đâu, bằng không ban đầu đã chẳng khiến cả nhà xào xáo đến vậy. Đàn ông hễ bị đàn bà mê hoặc rồi thì sẽ không còn biết đến hai chữ chừng mực. Bạch ma ma gật đầu xác nhận, đại lão gia quả thật không chịu, cho nên đại thái thái càng bệnh nặng hơn tam tiểu thư ngày đêm túc trực chăm nom không buồn nghỉ ngơi. Nói tới đây, bạch ma ma thoáng ngập ngừng, không biết có phải là vì chuyện trong kinh lan truyền quá nhanh hay không mà bên nhà mẹ đẻ của đại thái thái đã viết thư chất vấn rồi. Lão thái thái nhánh cả nâng chén trà lên uống một hớp, liếc nhìn lâm di đang mồi thiêu khăn tay. Ẩm ý như thế, cho dù nhị lão thái thái đồng thị thiên vị con trai út thì bây giờ cũng phải kiềm hãm, chăm lo cho nhà con cả nhiều hơn lâm di đặt kim khâu vào trong khay đan quỷ nhóm lên bóp vai cho lão thái thai nhánh cả lão thái thai nhánh cả hỏi ý kiến lâm di đã thành thói quen lục nha đầu cháu nói nghe xem đại phòng nhánh thứ hai bên kia lại muốn làm gì nữa đây lâm di nhớ tới dáng vẻ nhu thuận khiêm tốn của lâm uyển tam tỷ tỷ lớn tuổi nhất theo lý nên xuất giá trước cháu và tứ tỷ lâm uyển vừa mất một mối tốt cho nên tìm cho Lâm Huyền một mối khác chính là cách đền bù tốt nhất. Đại Thái Thái đồng thị nhẹ lòng sẽ khỏi bệnh nhanh hơn, mà nhà mẹ Đại Thái Thái có hỏi, nhị lão Thái Thái cũng dễ trả lời. Nhà của Hòa Thuận vạn sự mới hưng thịnh, làm sao nhị lão Thái Thái lại không hiểu được đạo lý này chứ? Cho nên chuyện cuối cùng thì, 8 trên 10 phần là có bàn tay của Lâm Huyền dính vào. Nghe Lâm Di nhắc tới Lâm Huyền, lão Thái Thái nhánh cả bèn nói, tương lai xuất giá rồi thì ai ở nhà nấy, không có mấy dịp ở cùng nhau đâu. Mà mấy người này vẫn là dạng dễ xử, ta lo là lo đảm phu nhân thái thái ở chu gia kìa, không ai là đèn đã cạn dầu cả. Lâm Di cười an ủi lão thái thay nhánh cả, không sao đâu tổ mẫu, chân cháu nhanh lắm, nhìn thấy họ thì sẽ chạy khuất mắt trước. Lão thái thay nhánh cả phì cười, kéo tay Lâm Di, cháu đó. Nụ cười trên mặt bà nhạt dần, vẫn nên chăm chỉ theo mama học lễ nghi thì hơn, về sau cũng đỡ bị người ta bắt bè. Trong mắt Lâm Di, mama dạy lễ nghi chính là dạng bói xương trong trứng gà, nếu có thể qua ải họ, nàng sẽ không phải sợ thất lễ với người nào nữa. Bị mama dạy lễ nghi kèm cặp suốt mấy tháng, Lâm Di rốt cuộc cũng được nghỉ một ngày, bèn mời trịnh thất tiểu thư, châu lang huyên và tề ngũ tiểu thư đến chơi. Tề ngũ tiểu thư bận việc nhà không thể đến, còn chậu lang huyên và trịnh thất tiểu thư thì có mặt đúng giờ hẹn ba người ngồi trong đình thường trà lâm di pha nhìn vụn trà bay múa tựa gió luồn qua sơn thủy trong chén châu lạng huyện cười nói có phong phạm của cổ nhân bây giờ người biết pha trà theo cách này càng ngày càng ít muội muội là cao thủ đấy dứt lời nàng vén tay áo lên ta cũng pha thử một bình cho muội xem Trịnh thất tiểu thư không có hứng thú với nghệ thuật này mà ta số điểm tâm vừa được mang lên hơn. Chắc là do đều bị mama dạy lễ nghi tra tấn, cho nên lần này tụ hợp cả ba càng có nhiều chuyện để nói hơn. Nghe Châu Lang Huyên phàn nàn về sự khắc nghiệt khủng khiếp của mama dạy dỗ mình, trịnh thất tiểu thư vui vẻ khỏi phải nói. Nhưng với Lâm Di, mama dạy lễ nghi cũng có thời điểm thoải mái, nhất là lục mama dạy Châu Lang Huyên đã lớn tuổi xế chiều là hay gà gật nàng thường nhân dịp đó chây lười một lúc. Châu Lang Huyên hâm mộ khi nghe Lâm Di kể, cứ vào thời điểm đó là ta lại dặn nhà bếp làm sữa hạnh nhân, lục ma ma uống xong luôn sẽ cho ta nghỉ nhiều hơn một lúc. Trịnh thất tiểu thư ảo não cảm thán, sao ta không nghĩ tới chiêu này nhỉ? Nói chuyện ăn ý nên thời gian qua nhanh, lúc phải chia tay ai cũng thấy lưu luyến. Chưa được mấy ngày, Châu Lang Huyên và Trịnh thất tiểu thư lại viết thư cho Lâm Di mà thư của lâm di cũng vừa được gửi cho các nang lão thái thái nhánh cả nhìn cũng khen lâm di cháu có mắt nhìn người đấy bất kể là châu lang huyên trịnh thất tiểu thư hay hai tiểu thư tề gia đều là những đứa trẻ ngoan lâm phương bên kia mặc dù cũng có ngũ vương phi và tam tiểu thư sương tín bá là bạn thân có điều tạm thời không nói tới tam tiểu thư sương tín bá ngũ vương phi tính tình thế nào thì mọi người đều biết những yêu cầu của mỗi người mỗi khác ngữ vương phi trong mắt lâm phương chính là đồ quy đấy chí ít là ở mặt địa vị lâm di bắt đầu lĩnh hội được sự gian nan trong thời gian chờ gà nữ công làm không rể ban ngày còn phải học lễ nghi cho nên lúc nhận được thư của trịnh thất tiểu thư và châu lang huyên là thời gian khiến nàng vui vẻ nhất chỉ là không ngờ lần này nàng lại nhận được tin về tổ nhị lang trong thư của châu lang huyên Lâm Di đọc xong thì bỏ thư vào bao lại, hôm sau ở trong phòng lão thái thay nhánh cả cũng nghe được chuyện giống vậy. Tiểu tiêu thị nói, nghe nói tề gia muốn kết thân với nhà quốc cữu, hôm qua đã mời bà Mai tới đánh tiếng rồi, châu gia không gật đầu ngay nhưng cũng chẳng từ chối. Lão thái thay nhánh cả tiếc nhìn cháu gái, Lâm Di cầm chén trà lên, khoan thai uống từng hớp nhỏ. Nhà gái không công khai từ chối, tức là 8 trên 10 phần đã đáp ứng lời cầu thân này chỉ cần nhà trai lại mời bà Mai tới lần nữa, bước kế tiếp sẽ chính là xem bát tự có hợp hay không. Đọc thư của Châu Lang huyện xong, ban đầu Lâm Di hơi kinh ngạc, về sau cũng dần cảm thấy là chuyện hợp với lẽ thương. Tiểu thư nhà quốc cữu đương nhiên cũng đang chờ khoa cử qua để chọn một thanh niên tài tuần có tiền để làm gì. Giữa Trạm Nguyên đã đính hôn và bảng nhãn không phải là nhân sĩ trong kinh, thám hoa vừa trải qua tai ương, rèn luyện thêm sẽ có khả năng thành tài hơn tất nhiên chính là ứng viên thích hợp nhất. Huống chi cúc sự án gian cận khoa cử cần trước, quốc cựu gia còn từng giúp đỡ tề gia. Đây chính là duyên phận. Chương 132 Hương, ước nguyện thành. Tề gia bàn chuyện cưới hỏi với Trần gia gặp đủ khó khăn, đến liệt Châu gia lại hết sức thuận lợi, thầy tướng xem bát tự xong bèn phán đây là nhân duyên cực tố. Trưởng bối Tề gia Chu gia nghe được điều hết sức hài lòng, ngày cưới nhanh chóng được xác định. Châu Lang Huyên vốn nên gả cho Chu Thập Cửu, nàng và Tể Nhị Lang bàn chuyện cưới hỏi, qua mấy bận khúc khuỷu không ngờ lại đột nhiên đảo ngược, thành nàng phải lấy Chu Thập Cửu, Châu Lang Huyên gả cho Tể Nhị Lang, nàng và Châu Lang Huyên còn hợp tính kết làm bạn tốt. Trong thư Châu Lạng Huyên kể rằng hình như Tề Nhị Lang khi trầm tính ít nói, nàng ấy cách dèm nhìn lén, cảm thấy vị thám hoa này giống văn nhân ở sự nho nhã, ngoài ra vô cùng kiệm lời trên bàn tiệc ở châu gia huynh đệ của nàng ấy cũng chẳng bắt chuyện được mấy câu với tề nhị lang nhưng tề nhị thái thái thì rất thẳng thắn vui vẻ không biết tương lai gả qua rồi có dễ ở chung không lầm gì đưa hầu bao mình làm tặng châu lang huyên cho linh lung bỏ vào cùng thư hồi âm rồi gửi cả hai đi trong thư hồi âm nàng cũng chỉ nói về tâm sự của con gái chờ gà mặc dù có quan hệ rất tốt với hai tiểu thư tề gia lâm di cảm thấy mình không cần phải nói về tề gia với châu lạng huyên giống như nàng châu lăng huyên chỉ muốn tìm một người thổ lộ tâm sự mà thôi còn sau khi gả vào tề gia thế nào thì chỉ chính châu lăng huyên mới biết được không đến lượt nàng quan tâm hôm trước ngày tề tam tiểu thư thành thân lâm di sai người mang khuyên tay hồ điệp bằng bảo thạch và một hộp điểm tâm nhỏ đến tề gia tặng cho tân nương đồ đạc trong phòng đã được dọn sang nhà chồng TP Tam tiểu thư ngồi trên giường nhìn căn phòng trống trải, bỗng thấy ảm đạm, đây là căn phòng nàng đã ở mười mấy năm, giờ sắp phải rời xa nó đương nhiên sẽ thấy buồn bã. Không thể thời thời khắc khắc ở cùng với bọn tỷ muội, không thể làm nũng với mẫu thân, ngược lại phải cẩn thận phụng dưỡng cha mẹ chồng. Tề Tam tiểu thư nghĩ tới đây liền thấy chua xót. Hai tỷ muội đang ngồi uống trà, nghe thấy nha hoàn báo có Trần tiểu thư tới tặng quà, tề tam tiểu thư lập tức lên tinh thần bảo nha hoàn mở hộp quà ra khuyên tai được chế tác vô cùng khéo léo không kỹ lưỡng đến từng chi tiết như tác phẩm do thợ thủ công lành nghề làm nhưng lại hết sức đặc biệt viên bảo thạch đỏ ao cỡ hạt gạo làm bụng bươm bướm tua rua cùng màu được thắt thành cánh và đầu thả đuôi dài đến tận bả vai tề tam tiểu thư đưa lên tại ướm thử không khỏi bật cười giỏi thật có thể nghĩ ra kiểu đặc biệt như vậy đây đúng là đôi khuyên tai đẹp nhất mà ta từng thấy. Nàng mở đến hộp điểm tâm, bên trong là bánh sữa nhân mút, được cắt thành từng miếng nhỏ, ngâm trong miệng cũng sẽ không bị phát hiện, có thể mang theo trong người để khi đói bụng lấy ra ăn. Nhà hoàn cười nói, nhà hoàn tới đưa lễ vật còn nói, gần đây Trần Lục tiểu thư toàn ăn bánh sữa à? Đồ ngọt có thể khiến người ta thoải mái tinh thần hơn, thì ra ai chờ gà cũng sẽ có tâm trạng giống nhau. Tề tam tiểu thư ăn một miếng, cười vô cùng thỏa mãn. Châu nhị tiểu thư cũng đưa quà tới, là một bộ châm kim phượng tân nương thường dùng. Tề nhị thái thái khen ngợi luôn miệng, rốt cuộc vẫn là tiểu thư nhà quốc cữu, vừa hào sảng vừa chu đáo, hai đứa con phải học tập người ta đấy. Tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư nhìn nhau cười. Đương nhiên không giống rồi, Trần Lục tiểu thư tặng với tư cách là tỉ muội thân tình còn châu nhị tiểu thư là vì lấy lòng mẹ chồng tương lai rạng sáng hôm sau TP tam tiểu thư đã bị lỗi dậy tắm rửa mặc quần áo xong xuôi mới rốt cuộc có cơ hội nói chuyện với muội muội mình ta to nhất chính là ca ca muội ở nhà nhớ khuyên bảo huynh ấy châu nhị tiểu thư hiền cảnh nhã nhặn tương lai nhất định cả một tàu tàu tốt nàng thoáng ngừng lại mặc dù ta vẫn thích trần lục tiểu thư hơn Tính tình của ca ca khá giống Trần Tam Lão nếu mọi chuyện đều có thể được như ý muốn thì quá tốt rồi. Tề ngũ tiểu thư lấy lại tinh thần trước, cười nói, muội đi hỏi thăm đằng trước thế nào rồi nhé. Xem ca ca có làm khó tạm tỷ phu hay không. Hy sự bên tề gia vô cùng náo nhiệt. Trần nhị lão thái thái đồng thị cũng có một tin vui cho vợ chồng con trai lớn. Lâm uyển đang ở bên nhánh cả Trần gia, được tin liền vội vàng trở về nhánh thứ hai. Chuyện gì vậy? Lâm Huyền vừa đi vừa hỏi. Phương ma ma bên người đại thái thái đồng thị tự mình đến nhánh cả đón Lâm Huyền. Nhị lão thái thái vừa xác định hôn nhân cho tiểu thư là trưởng từ nhà Trần Quốc Công, thẩm nương của Khang quận Vương làm bà Mai. Lâm Huyền kinh ngạc mở to cả hai mắt, ma ma nói gì cơ? Tổ mẫu vừa. Cho ta, Phương ma ma rơm rớm nước mắt, tiểu thư rốt cuộc cũng được một mối tốt. Thái thái mừng đến nói không nên lời nô tỳ cũng. Vừa nói bà ta vừa đưa khăn lau khóe mắt, đây vốn là mối nhị thái thái muốn dành cho tứ tiểu thư, lần này lão thái thái cũng coi như phân xử công bằng. Thì ra nhị thái thái điền thị dự định hứa gả lâm phương cho trường tử nhà Trần Quốc Công. Sau khi thừa tước, trường tử Trần Quốc Công sẽ chính là Phú Quốc Công. Lâm Uyển vẫn hoài nghi nhìn phương ma ma, ma ma có nghe nhầm không, sao có thể như vậy chứ? Phương ma ma vừa khóc lại bật cười, tiểu thư, lần này là thật đấy, đều nhờ thái thái lấy bệnh tật ra cầu xin lão thái thái. Mấy ngày nay đại thái thái đồng thị bệnh liệt giường, đại lão gia lại bị cùng thì dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc khiến trong nhà u ám tột cùng. Lâm Uyển trở lại nhánh thứ hai trần ra, chạy tới phòng đại thái thái đồng thị trước tiên, vừa gặp mặt hai mẹ con lập tức ôm nhau khóc ròng. Đồng thị cầm khăn lau nước mắt cho Lâm Uyển, Kỳ này phải cho thằng cha kia của con trống mắt lên xem, nếu không có nhà ngoại của mẹ, cái nhà này đã sụp đổ rồi, cho ông ta ở đó mà che chở con đi kia. Lâm Nguyễn nhẹ gật đầu, bây giờ mẹ phải coi sức khỏe mình là trên hết, tương lai con còn phải dựa vào mẹ. Ra khỏi phòng tổng thị, Lâm Nguyễn đi thẳng tới hòa hợp đường của nhị lão thái thái. Chính tay nghe nhị lão thái thái nói cho biết về hôn sự của mình, Lâm Nguyễn không hề tỏ ra kinh ngạc trái lại còn vô cùng bình tĩnh. Nhị lão thái thái đồng thị hơi ngạc nhiên, trong lòng lại vô cùng hài lòng, chờ Lâm Huyền lui ra liền nhìn sang đông ma ma, đợt này nhà lão đại xảy ra chuyện, tam nha đấu trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng ma ma đáp, nô tỳ cũng cảm thấy thế, không uổng công lão thái thái tự mình lựa chọn rể cho tam tiểu thư. Nhị lão thái thái thở ra một hơi thật dài, muốn gả vào nhà tôn thất nào có dễ dàng, ta đã làm hết những gì nên làm cho nó rồi. Tương lai thế nào còn phải xem vận mạng của nó. Đồng mama giật mình, ý lão thái thái là chuẩn bị của hồi môn cho tam nha đầu nhiều một chút để con bé nở mày nở mặt mà gả tới tôn thất. Bà ta khét hờ mắt, phải xuất giá trước lục nha đầu, như vậy mới dễ đặt chỗ đứng trong nhà tôn thất. Lão thái thái muốn dựa vào tam tiểu thư áp chế lục tiểu thư đây mà. Lục tiểu thư từng có khúc mắc với tôn thất qua chuyện của nhà họ cát, tiền đề vốn đã không tốt. Tam tiểu thư tuy không có dung mạo xuất trùng, nhưng hơn ở tỉnh hiền cành, rất dễ được lòng trưởng bội. Cộng đồng mama lập tức nguyền miệng cười, nô tỳ đi lấy danh sách đồ trong kho ra ngay đây. Đồng trường mậu được thăng làm đô thống nhiệt hà, họ đồng trở thành gia tộc chạm tay liền bỏng nhờ vậy nhị lão thái thái đồng thị ra mặt bàn chuyện cưới hỏi cho cháu gái vô cùng thuận lợi trao canh thiếp và bắt tự xong nhị lão thái thái đồng thị cùng phu nhân trần quốc công chọn được ngày tháng tốt quyết định làm lễ cưới trước khi hết năm lão thái thái nhánh cả nghe xong thì hư lạnh ý đồ của bà ta rõ rành rành ra đấy ngày cưới của lục nha đầu được định vào tháng 3 sang năm bà ta liền vội vội vàng vàng tìm cách gả tam nha đầu đi trong năm nay chưa thu xếp xong phủ đệ cho khang quận vương mà chu phu nhân vẫn còn có tâm trạng đi làm bà mai lâm uyển là tiểu thư lớn tuổi nhất trần gia gà trước cũng hợp lẽ dẫu có hơi gấp nhưng mặt ngoài vẫn có thể nói rằng là nhờ duyên của lâm di được tử hôn chuyện cưới hỏi của lâm uyển lâm phương và lâm di đều được chuẩn bị đầu ra đó tháng 12, hai lâm uyển xuất giá trước trên dưới trần gia bày biện cực kỳ long trọng đúng dịp đồng trường mậu cùng vợ con vừa vào kinh cho nên khách khứa tới nhánh thứ hai trần gia chúc mừng xếp thành hàng dài đếm không xuể. Hôm ấy của hồi môn của Lâm Huyền lũ lượt được khiêng ra khỏi trần gia, hơn một trăm dương, phu nhân Trần Quốc Công nhìn mà cười tít mắt, cảm tình dành cho nàng dâu mới lập tức tăng vọt. Khiến phu nhân Trần Quốc Công nở mày nở mặt nhất chính là số tổn thất tới dự đám cưới nhiều hơn dự tính của bà ta rất nhiều, thiếu hẳn đến mười mấy bàn tiệc. Phu nhân Trần Quốc Công bận bịu thu xếp thêm bàn tiệc, chu phu nhân thẩm nương của khang quận vương gọi con dâu cả chân thị tới nhanh đi giúp thấm nương con chu đại thái thái chân thị tươi cười giả một tiếng rồi nhanh nhẹn chỉ huy hạ nhân tới giúp chỉ chốc lát sau bàn tiệc bổ sung đã được bày biện xong phu nhân trần quốc công cảm ơn chân thị may nhờ có cháu hỗ trợ bằng không nhà ta thất thổ rồi này này chân thị xua tay ngày đại hy thầm đừng nên nói vậy khách khứ ai cũng nhìn nhà thầm mà đỏ mắt ghen tị đấy. Cưới hỏi của tôn thất gần đây đâu có bao nhiêu nhà được rình rang thế này đâu. Phu nhân Trần Quốc Công cười tít cả mắt, nói gì vậy, tháng 3 sang năm là đến ngày cưới của Khang quận Vương, nhà ta làm gì so sánh nổi. Nghe nói tới chuyện này, vành mắt chân thị liền đỏ lên, phu nhân nhà cháu đang âu sầu về chuyện này đấy. Thẩm cũng biết vụ vĩnh sương mà. Cả nhà đều bị giáng chức đuổi ra khỏi kinh, nhánh cả trần gia khẳng định không thoát khỏi liên quan, e rằng chẳng mới được bao nhiêu tổn thất dự cưới đầu. Vị quận vương phi kia của nhà cháu ấy à? Không phải hạng tầm thường, tương lại vào phủ sẽ chẳng ai dám chọc, không giống nàng dâu của thầm, sớm đã nổi tiếng hiền lành, về sau nhất định là cánh tay phải đỡ đần cho thầm. Ngờ phu nhân Trần Quốc Công nghe vậy càng thêm vui sướng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn vơ sầu khổ, ôi chao, cháu nói thể làm ta cũng cảm thấy. Thật sự là vấn đề khó giải quyết đây, trong tiếng pháo và tiếng chúc mừng rộn rã, đám cưới của Lâm Huyền Thuận lợi kết thúc. Lão Thái Thái nhánh cả vì tiếng ồn mà cả đêm không ngủ được. Bạch Mama ở một bên cũng cầu nhầu, biết Lão Thái Thái chuẩn bị cho lục tiểu thư 120 dương hồi môn, bên kia liền đưa ra 130 dương, rõ ràng là muốn công khai vượt mặt tiểu thư nhà chúng ta. Bạch Mama đang nói chuyện thì trần doãn viễn tan làm trở về với bộ mặt dầu dĩ. Mẫu thân, kỳ này phiền rồi, chẳng biết đám cưới của Lâm Di có thể tiến hành đúng hạn hay không nữa. Lão Thái thái nhánh cả cập tức nhíu mày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 133, Thủ Hận. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, các nhà quan lại đều dùng nhiều than bạc và bông lót hơn. Ngoại trừ lúc thỉnh an tiểu tiêu thị phần lớn thời gian Lâm Di đều làm mèo ngủ đông trong phòng lão thái thái chi trường, Lúc không có gì làm thì cùng Linh Lung và Quất Hồng nói chuyện phiếm với nhau, biết được có vài người trong nhà sơ sẩy bị thương do giá rét. Lúc còn ở Phúc Kiến, hàng năm nhà Lâm Di đều phải bôi thuốc để tránh bị nứt nẻ do rét đậm, năm nay ở trong kinh ngập nhiều chuyện nên không chuẩn bị đủ, chưa được mấy ngày bà tử quân sự đã báo hết thuốc, cần phải làm thêm. Lão Thái thái tri trưởng đã sớm nói với Lâm Di rằng, năm nay quá lạnh, không chừng sẽ có thiên tai cho nên khi nghe Trần Doãn Viễn kể về những thiên tai do tuyết gây ra, hai bà cháu đều không kinh ngạc. Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông đều dâng tấu chương báo cáo tình hình thiên tai, địa phương đã mở kho dự trữ để cứu trợ. Nhưng bách tính chất công vì tuyết đậm vẫn nhiều vô số kể, lại thêm thất đát thừa cơ quấy nhiễu đánh cướp cửa khẩu phương Bắc, Hoàng thượng vô cùng giận dữ, muốn phái bình tới biên giới. Nói tới đây, Trần Doãn Viễn thoáng dừng lại. Trên chiều có người nói rằng nhân lúc binh quyền ở Nhiệt Hà vẫn chưa bàn giao xong, đề cử đô thống Đồng Trường Mậu. Đồng Trường Mậu đã quen dụng binh vùng biên cương, có thể dẫn quân thẳng tiến tới phương Bắc, dẹp thát đát xong trở về nhậm chức cũng được. Là cách gọi chung các bộ lạc đột quyết, Mông Cổ Thanh Tạng sống dài rác ở Bắc Trăng Á trước khi đế quốc Mông Cổ xuất hiện. Lão thay thay nhánh cả cười mỉa, là kẻ nào nghĩ ra biện pháp trốn tránh trách nhiệm như vậy thế, càng dùng mãi một tướng càng để lộ sự suy yếu của võ tướng trong triều. Những năm gần đây, triều đình muốn nắm đại quyền trong tay nên áp chế phần lớn các công thần huấn quý, khiến con cháu họ dần lụn bại, đều phải đi theo con đường khoa cử mới có thể làm quan, giống như Trần Doãn Viễn. Cán cân văn võ trên triều trở nên mất cân bằng, quan văn kết bè kết đảng hãm hại nhau, võ tướng bị lấn lướt. Thế nhưng chiến sự ở biên cương chưa bao giờ nguội lạnh, triều đình không có tướng tài, đành phải y lại vào lão tướng như thành quốc công. Thành quốc công cậy công càng lúc càng lớn, cho nên mới có thể tùy ý làm bậy, khiến triều chính rung truyền. Nhưng phải đối kháng với thát đát trong tình trạng thời tiết này, người được chọn chắc chắn sẽ cõng gai mà về thôi. Hoàng thượng hẳn do nhất thời phẫn nổ, không kiềm chế được nên mới hạ lệnh xuất binh. Thành ý khó thu hồi, cấp dưới chỉ có thể nghĩ cách tránh xa đừng để bị liên lụy về sau thôi. Trần Doãn Viễn kể tiếp, không thể coi thường binh lực đóng ở nhiệt hà. Đồng trường mậu từ thiểm xuyên xa xôi đến nhậm chức, thượng thư binh bộ bấm tấu rằng muốn dùng nhiệt hà làm căn cứ đóng quân chính, cho nên có người đề cử Khang Quận Vương. Khang Quận Vương vừa đến Phúc Kiến đã lập được đại công, rõ ràng là võ tướng hiếm có, chưa kể ngày ấy là tôn thất, có uy lực chấn binh hơn. Ông thở dài, nếu Khang Quận Vương thật sự phải đi biên cương, con không nghĩ ngài ấy có thể trở về kịp trước tháng 3 năm sau, đám cưới này đành phải rời lại rồi. Lão thái thái nhánh cả hơi xiết Phật Châu trong tay, ngước lên hỏi, Khang quận vương nói thế nào? Trần Doãn viễn nhíu mày, Khang quận vương bảo muốn chờ nghe thánh chỉ chính thức, nói không chừng tinh bộ còn có người khác. Lão thái thái nhánh cả hỏi tiếp, thật sự không còn đường lay chuyển thánh ý sao? Trần Doãn viễn ủ rũ cúi đầu, bây giờ chỉ có thể trông chờ mấy vị cận thần ở Nam Thư Phòng nói giúp, khiến Hoàng thượng bỏ ý định này đi. Cho dù muốn trinh phạt thát đát thì cũng phải chờ đến khi thời tiết ấm áp hơn, bằng không sẽ bất lợi cho quân ta. Trên chiều cuồn cuộn sóng ngầm, kết quả thì nào có muốn đoán cũng đoán không ra, Trần Doãn Viễn đành hỏi thăm người xung quanh mình. Sắc mặt lão thái thái nhánh cả nặng nề, không biết khang quận vương rốt cuộc nghĩ thế nào. Sớm thông báo một tiếng, chúng ta cũng dễ chuẩn bị hơn lâm di hầu hạ lão thái thái nhánh cả đi nghỉ ngơi bản thân cũng cảm thấy hơi buồn ngủ giường của lão thái thái rất lớn hai bà cháu cùng nằm vẫn thừa chỗ lâm di lấy cớ giường bà rất ấm đòi ngủ lại nhưng bà cũng hiểu cháu gái muốn ở cùng mình nhiều hơn tổ mẫu đừng lo lâm di dém chăn kín kẽ cho lão thái thái nhành cả vụ án phản loạn ở phúc kiến lớn như vậy ngày ấy cũng giải quyết được bây giờ chỉ là thắt đát quấy nhiễu thôi. Từ thời tiền triệu đến giờ năm nào cũng vậy mà, cũng đâu phải là vấn đề lớn lao gì. Lão thay thay nhánh cả liếc nhìn Lâm Di, đừng đánh trống lảng, ta đang nói về hôn nhân của cháu. Hôn nhân, Lâm Di cũng rúc vào trong chăn, chăn đệm đã được bạch thược ủ ấm sẵn từ trước, đắp lên người thoải mái không thể tả, nàng híp mắt đầy thỏa mãn. Tổ mẫu, đây là hôn nhân của khang quận vương chứ không phải của cháu nếu chu thập cửu đến biên cương đánh một hai trận nhỏ giành chiến thắng trở về cúc thành thân sẽ càng thêm vẻ vang cho dù không thể thắng trận chắc chắn con người đó vẫn có thể nghĩ ra cách thoát thân tần càng bận công vụ bỏ lỡ ngày cưới trên triều sẽ có người đứng ra nói hộ khen anh ta cả thần tử không màng tư lợi một còng vì triều đình kết quả thế nào cũng là trung thân bên người hoàng thượng cho nên anh ta chỉ cần tránh né mấy màn ám toán của phe đối lập sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng cuối cùng sẽ thu hết lợi về mình còn nàng hiện giờ phải nghĩ xem nên làm thế nào để có lợi cho cả mình chạy nước rút để hoàn thành nữ công mấy ngày qua nên vừa nhắm mắt lâm di đã ngủ ngay hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao lão thay thay nhánh cả đã ăn xong điểm tâm từ sớm đang ngồi trên giường la hán nói chuyện với tiểu tiêu thị lâm di le lưỡi đúng là không có mama lễ nghi trông chừng, nàng liền chây lười ngay. Bạch mama cười bảo, lão thái thái nói tiểu thư mệt thì ngủ thêm đi, tranh thủ còn ở nhà mình, cử thoải mái một chút. Bây giờ nàng lười biếng cũng có có hẳn hoi. Tiểu tiêu thị đang nói tới chuyện nhánh thứ hai mở tiệc chiêu đãi mừng gia đình đồng trường mậu vào kinh, chúng ta không thể tránh mặt, nói gì cựu lão gia và cựu thái thái cũng là trưởng bối, ít nhất phải dẫn hoành ca và lâm di sáng vân an về lễ nghi phải chu đáo, bằng không sẽ bị người ta sầm xì bắt lỗi ngay. Lâm Di khoan thai đi tới ngồi xuống cạnh lão thái thai nhánh cả. Nghe nhắc tới người đồng gia, vẻ mặt của lão thái thái nhánh cả thoát cái liền trở nên khó chịu hẳn, trời lạnh, mấy con đi sớm về sớm. Tiểu tiêu thị gật đầu, vâng, chúng con dự tiệc xong sẽ trở về ngay. Lão thái thai nhánh cả lại giận dò tiểu tiêu thị, bên đồng gia có nói gì khó nghe cũng bỏ ngoài tay hết. Chẳng việc gì phải đề bụng, đặc biệt là chuyện của lục nha đầu, không cần tranh luận với bọn chúng, miệng của bọn họ ấy à, có muốn trinh cũng không được đâu. Dứt lời bà quay sang bảo bạch ma hôm nay chúng ta ăn sủi cảo đi. Miệng đối phương không như sủi cảo, chỉnh bao nhiêu cũng chẳng ngậm chặt nổi. Lâm gì không nhịn được mà che miệng cười. Tiệc mừng được tổ chức đúng vào hôm Lâm Huyền về lại mặt, nhánh thứ hai răng đèn kết hoa khắp nơi sáng sớm hạ nhân đã đúng sẵn ở cửa ra vào đón khách. Tiểu tiêu thị dẫn con trai con gái tiến vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy ngồi bên cạnh nhị lão thái thái đồng thị là một vị phu nhân mặt tròn, trên người mặc y phục gấm màu hồng cánh sen, tay áo viền lông cáo trắng, tóc búi cao cài châm kim phượng, mắt sáng quắc. Phong tục vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới. Nhị thái thái đồng thị tươi cười tiến lên giới thiệu, hắn tam đệ muội vẫn chưa biết, đây chính là cựu thái thái nhà chúng ta cựu thái thái thượng thị nở nụ cười tường tận quan sát tiểu tiêu thị hoành ca và lâm di từ trên xuống dưới một lượt mới đứng dậy đón tiểu tiêu thị tới ngồi xuống gần mình ta chờ cả buổi rồi đấy so với tân cổ gia còn khó mời hơn tiểu tiêu thị hành lễ với cựu thái thái hoành ca và lâm di cũng gọi cựu tổ mẫu đồng trường mẫu là đứa con trai mà phụ thân ông ta đến già mới có được tuổi còn nhỏ mà bối phận cao cho nên thật ra thượng thị chỉ tầm tuổi đại thái thái đồng thị thượng thị nghe vậy liền cười nói ta đi tới đâu cũng có bộ phận cao hết mọi người ngồi nói chuyện một lúc người gác cổng vào báo rằng cô gia và lâm uyển đã tới nhị thái thái điển thị vội vàng say nha hoàn lấy đệm chấm trà lát nữa tân cổ gia phải dập đầu kính trà với phu thê trần doãn ninh trước vẻ mặt tươi cười của mọi người lâm huyền và chu nguyên quảng bước vào nhà tất cả chờ hai vợ chồng mới cưới hành lễ cho trường bồi xong, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát họ. Không biết có phải bởi do là con cháu tôn thất hay không mà Chu Nguyên Quảng chỉ đứng một bên thôi cũng thấy có khí thể. Tướng Mạo Chu Nguyên Quảng tuy không bằng Chu Thập Cửu, nhưng đường nét hai người cũng có vài phần tương tự. Hôm nay Lâm Huyền mặc y phục gam màu hồng thiêu chỉ bạc, khoác thêm áo lông cừu, dìa áo viền lông cáo đỏ, trải kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng, cài châm vàng hình hoa tịnh để, hai con bướm ngọc vờn nơi cánh hoa, giữa ấn đường về hình hoa lệ, mặt mày hồng hào, môi căng mọng, nhìn qua như biển thành một người khác, vô cùng xinh đẹp. Lâm Uyển lần lượt vấn an mọi người, Lâm Di vừa định hành lễ với Lâm Uyển, không ngờ Lâm Uyển tại vải tay nàng trước. Gian phòng lập tức yên tĩnh hơn, thấy vậy Lâm Uyển đỏ mặt, đi tới nắm tay Lâm Di, lục muội muội ngày càng xinh đẹp hơn. Trước khi Chu Nguyên Quảng và Thượng Thị kịp sầm mặt, Lâm Di đã cười đùa, câu này nên dành cho tam ti chúng ta mới đúng. Vừa nói, nàng vừa nhìn Lâm Phương, phải không tứ tỷ? Trước mắt bao người, nàng làm sao có thể để Lâm Nguyền nhún nhường với mình, cái vải tại này nàng không cần nóng vội đón nhận. Lâm uyển cười ngượng ngùng. Kế tiếp là màn tán dương từ đầu tới chân của Trần Doãn Ninh dành cho tân cổ gia, lời lẽ đầy thâm ý muốn dựa vào quan hệ của tôn thất tìm lợi sau đó để thứ tư của mình ra mắt tỷ phu. Vợ chồng Trần Doãn Ninh dẫn con gái con rể về viện riêng nói chuyện, các nữ quyền còn lại tụ tập ở sành tán gỗ. Tiểu tiêu thị và Lâm Di mới ngồi xuống đã nghe thượng thị cười nói, miễn là không nhắc tới chính sự trên chiều, còn lại chúng ta đều có thể đàm luận. Lâm Phương quay đầu cười mỉa với Lâm Di một cái rồi nhỏ giọng hỏi, muội muội đã đến miếu nguyệt lão rốt quẻ chưa? tiểu thư trong kinh hễ đính hôn đều tới đó xem quẻ lành giữ đấy. Ý nói, nàng đi chắc chắn rút chúng que hông. Lâm Di nhón một miếng bánh hoa quế ăn, xem ra Chu Thập Cửu phải đi biên cương là chuyện không tránh khỏi. Nhìn dáng vẻ của tứ tỷ liền biết từ tỷ rút được quẻ đại cát rồi, không cần lo về sau gà tới Lâm ra. Lâm Phương rõ ràng không nguyện ý gả cho Lâm Chính Thanh, rút được quẻ đại cát thì sao? Mấy thử quẻ xăm kia đều là vật trung nữ quyến dùng để lừa mình dối người thôi. Nghe vậy tay Lâm Phương run lên, nụ cười trên mặt lập tức bay biển, hoảng hốt khi nghĩ tới Lâm Chính Thanh. Khi nàng ta bình tĩnh lại thì Lâm Di đã dẫn nha hoàn đi mất rồi. Nếu không phải xung quanh đều là thân quyến, Lâm Phương thật sự muốn ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Sau khi Chu Nguyên Quảng cùng Lâm Huyền trở về Chu gia, tiểu tiêu thị bèn lấy tiểu bát tỷ là lý do xin đưa hoành ca và lâm di trở về nhánh cả thượng thị ngồi trong phòng nhị lão thái thái mặt đầy ý cười lão thái thái thấy hà dạ rồi chứ nhị lão thái thái mìm cười đống ma ma bên cạnh nói tam thái thái vốn muốn hỏi chuyện khang quận vương lãnh binh không ngờ lại bị cứu thái thái chặn miệng trước lúc nãy nhìn sắc mặt của tam thái thái và lục tiểu thư thật cả nhị lão thái thái đồng thị cũng gật đầu cũng nên tới phiên bọn chúng to lắng bồn chồn rồi vốn là một mối tốt cho tử nha đầu vậy mà chớp mắt tại bị đoạt mất phải cho chúng biết giành giật đồ tốt cho riêng mình đầu dê như vậy thượng thị che miệng cười bản về dẫn binh đánh giặc ai có thể vượt đồng ra chúng ta chứ lão gia nói rồi nếu là con rể nhà ta ông ấy sẽ bằng mọi giả khuyên hoàng thượng đừng phát binh không để Khang Quận Vương gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm này. Cưới vợ là chuyện vui, nhưng cưới sai người sẽ biến thành hỏa. Chương 134, sinh lễ 1. Hành binh quý ở tốc độ, sau khi hoàng đế và thần tử nhất trí với nhau. Khang Quận Vương Chu Nguyên Triệt lập dẫn binh tiến phía bắc. Trước khi Khang Quận Vương đi, hoàng đế Triệu Trần Doãn viễn tới nói mấy câu. Từ cung về tới nhà, trần doãn viễn nhìn thấy lão thái thái chi trường và tiểu tiêu thị liền thấy xấu hổ khi này ông hùng hỗn nói với hoàng đế rằng đại sự quốc gia là trên hết không cần thay đổi ngày cưới của khang quận vương và con gái trần gia sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ nếu khang quận vương không thể trở về đúng kỳ hạn trần gia vẫn sẽ chờ tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trần doãn viễn thấy oan ức thay cho con gái ban nãy vì phải hùa theo ý hoàng đế ông không thể không thể hiện khí phách một lòng vì nước trần doãn viễn âm thầm sám hối song lâm di lại cảm thấy như vậy về sau đường làm quan của cha sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nàng biết cha luôn hướng về người nhà đã là người một nhà thì không cần so đo những thứ này trần doãn viễn bảo khang quận vương hành quân tiến bắc rất khó trở về trong vòng ba tháng chúng ta đừng hối hả chuẩn bị cho đám cưới nữa chờ nghe tin tức rồi hắng tính Lâm Di nghiêng đầu nhìn lão thái thái chi trường, tối hôm qua nàng và lão thái thái chi trường đã thương lượng xong, bất kể thế nào Trần Gia đều phải đứng cùng phe với Khang quận vương, một lòng vì nước, bọn họ đã bước lên con thuyền này rồi, không thể đổi ý nữa. Lão thái thái chi trường chống người ngồi dậy, gian dậy đứa con trai đầu óc chậm chạp này, con đã hùng hồn nói thể ở trước mặt hoàng thượng rồi làm sao có thể ngừng hết công tác chuẩn bị chứ, ngộ nhỡ Khang quận vương hội kinh kịp lúc con tính cho con gái xuất giá kiểu gì đây? Trần Doãn Viễn cúi đầu nhìn lò sưởi trong góc phòng, biết là vậy nhưng thật sự có thể trở về sao? Không ít lão tướng vùi thân dưới tay Thát Đát cho rằng Khang Quận Vương dựa vào tuổi trẻ là có thể một trận đắc thắng thì qua không hợp lẽ thường. Khả năng lớn nhất chính là khi Khang Quận Vương dẫn kinh kỵ binh đến được phương bắc, bọn Thát đặt kia đã sớm cướp sạch đồ lui về nước rồi chủ soái sẽ tức giận tập hợp nhân mã đuổi theo. Địa hình sa mạc khó khăn, 10 người vào hết 8 người choáng váng. Thát Đát lại am hiểu nhất chiến thuật dùng địa hình kéo giãn đội hình của quân đội Đại Chu, sau đó tập kích bất ngờ giành chiến thắng. Thường là lúc vào sa mạc có tới mấy vạn người, sống sót trở ra lại chỉ vẻn vẹn vài trăm tới chừng nghìn tan binh thôi. Huống chi bây giờ đang là mùa đông, phải chờ tới mùa xuân tuyết tan mới có thể đánh trận bằng không thảm bại trở về, mặt mũi của hoàng thượng sẽ bị dẫm bẹp. Nhưng lão thái thái chi trưởng đã nói thế, Trần Doãn Viễn chỉ đành thuận theo, vậy cứ theo lời mẫu thân mà làm đi à. Mặc kệ quyết định nông nổi sai lầm của hoàng để ảnh hưởng đến toàn bộ không khí trên chiều, người dân nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị đón Tết tưng bừng. Lâm Di vài người trên giường cắt hoa giấy, lắng nghe tiếng gió vù vù bên ngoài mà thấy may vì mình là nữ giới. Bây giờ Chu Thập Cửu hẳn đang trên đầu tường thành hứng gió lạnh. Trần Doãn Chu và hai con trai ở trong viện bắn pháo bông ẩm ĩ, ngay cả Điền thì cũng phải cười trách, lão già bao nhiêu tuổi rồi mà còn hùa với con trai chơi mấy trò này vậy. Tâm trạng của Trần Doãn Chu đang vô cùng tốt, ông ta sờ sờ mũ lông cáo trên đầu con trai nhỏ, trong nhà sinh con trai, bân ca lại sắp thành thân, đương nhiên phải bắn nhiều một chút cầu sang năm mọi chuyện đều thuận lợi. Năm nay được mùa hy vọng năm nào cũng được như vậy. Thấy Lâm Phương vẫn còn nương nhờ trong viện của nhị thái thái điển thị, Trần Doãn Chu bèn đuổi con gái về viện riêng, sắp xuất giá rồi, trở về làm nhiều đổ thiêu hơn đi. Lâm Phương ủ rũ dẫn nha hoàn trở về phòng mình. Trần Doãn Chu hễ nhắc tới con rể thì luôn rất hài lòng, không thể kết thân với tôn thất, nhưng có con rể tương lai làm tới đại học sĩ cũng không tệ rồi. Tôn thất cũng chẳng tốt lành chi, ngộ nhỡ ngày nào đó bị tước vị thì không là cái thá gì cả. Lâm Chính Thanh nhậm chức tu soạn, tòng lục phẩm ở Hàn Lâm Viện, nhanh chóng được Hàn Lâm học sĩ tán thưởng phẩm vị tuy thấp nhưng trong hàng quan văn cũng coi như thanh quý. Chức quan ở Hàn Lâm Viện, trường viện học sĩ dâu lớn trực học sĩ dâu lớn thị độc học sĩ dâu lớn thị giảng học sĩ dâu lớn thị độc dâu lớn thừa chỉ dâu lớn thị giảng dâu lớn trước tác dâu lớn tu soạn dâu lớn biên tu dâu lớn kiểm thảo dâu lớn điển bạc. Điền tịch dấu lớn đại chiêu dấu lớn cung phụng. Điền thị dém kín cổ áo bông cho tinh ca, nghe vậy cũng mỉm cười. Trần Doãn Chu lại nói, nàng cũng chuẩn bị sẵn đi, nói không chừng lục nha đầu bên tam đệ phai gà sau lâm phương. Điền thị bâng quơ đáp, chưa hẳn, nghe thể Trần Doãn Chu liền cười khẩy, sao lại chưa hẳn, khang quận vương chắc chắn không thể về kịp trước tháng 3 sang năm, chẳng lẽ tam đệ lại để con gái mình giống mẹ ruột triệu thị, chẳng cần tân lang tới đón, cứ thể nhấc chân vào thẳng nhà chồng ư. Điền thị không nghĩ tới với này, thật lâu sau mới nói, sẽ không khéo vậy chứ. Sao lại không có khả năng chứ? Trần Doãn Chu để nha hoàn hầu hạ cười dày rồi nằm ngửa ra trên giường. Ha, loại chuyện này chẳng ai nói trước được cả. Tết mừng năm mới qua rất nhanh, Lâm Di chưa kịp cảm giác được thì đã tới mùng 2 tháng 2. Người xưa có câu, qua mùng 2 tháng 2 là không còn trong Tết nữa. Lâm Di dán thêm giấy hoa mai lên tường, đây là năm cuối cùng đón Tết ở nhà, nàng vẫn chưa chơi đủ. Tháng 2, dựa theo ngày thành thân lễ bộ trọn, hắn cũng tới lúc chu ra đưa sinh lễ sang rồi, nhưng bên Khang Quận Vương vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Khang Quận Vương ở phương Bắc thật sự không thu hoạch được gì, phải kéo dài trận đánh đến qua mùa xuân mới về được ư? tiểu tiêu thị ở trong kho đếm của hồi môn cũng hơi ủ rũ, nói không chừng đám cưới sẽ bị lùi thật. Bà dừng một chút, cưới hỏi phải định ngày nào làm ngày nay mới tốt. Đàm ma ma an ủi tiểu tiêu thị, thái thái đừng cuốn, đời có câu chuyện tốt thường gian nan mà, ít nhất không hề có tin xấu nào đưa về kinh, nói không chừng vài ngày tới là quận vương gia thắng trận trở về, dình giang tới cưới tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu tiêu thị thở dài, chỉ hy vọng được vậy suy nghĩ bị gián đoạn tiểu tiêu thị cũng quên mất vừa rồi đếm tới đầu đếm lại số ở ngoài phòng một lần nữa đi của hồi môn lão thái thái chuẩn bị cho cháu gái thật sự quá đầy đủ phòng nhỏ chứa chẳng hết ngày cưới đến gần cả lâm di cũng không thong dong nổi nữa không giống lúc từ phúc kiến chuyển đến bắc kinh lần này chỉ nàng đổi nơi sống cha mẹ huynh muội vẫn ở gần bên nhưng lâm di biết mọi thứ sẽ không còn giống trước cho nên có cơ hội liền cuốn lấy lão thái thái chi trưởng và tiểu tiêu thị cười đùa, tận dụng thời gian ở nhà với người thân được ngày nào hay ngày nay. Bên cạnh Lâm Di thiếu người bầu bản, Lâm Sương và Cát Khánh sinh từ huyện Tam Hà vào kinh, Lâm Di nhìn Lâm Sương mặc trang phục của phụ nữ đã có chồng, so mới lúc trước đầy đặn hơn hẳn liền biết cuộc sống sau khi cưới của Lâm Sương cực kỳ hạnh phúc. Lâm Sương và Lâm Di có nguyện vọng giống nhau, đều mong đợi được làm chú chuột đất ôm một kho quả hạch ăn rồi ngủ chờ béo, không phải lo nghĩ gì cả. Lâm Dương Lôi kéo Lâm Di cười nói, thật sự không thể ngờ muội lại sắp gả cho Khang quận vương, lúc hay tin ta mừng ghê gớm. Như vậy mới đúng, trai tài gái sắc, xứng ơi là xứng. Lâm Dương muốn an ủi nàng, cho nên không hề nhắc tới tề gia. Tỷ phu đối với tỷ thế nào? Lâm Di đổi đề tài làm Lâm Sương lập tức đỏ bừng mặt, còn có thể thể nào? nên thế nào thì là thế ấy chứ sao? Lâm Di mỉm cười, Cát Khánh sinh tuấn tú lịch sử, lại vô cùng quan tâm chăm sóc Lâm Sương, có phu quân tốt như vậy, Lâm Sương nằm ngủ vẫn cười thầm. Hai người quấn quýt nhau nói chuyện cả đêm, Mama ở ngoài dục mấy lần. Lâm Di mới nhỏ giọng bảo, Mama yên tâm đi ngủ đi, chúng ta đã ngủ rồi. Mama ho khan một tiếng. Lâm Di và Lâm Sương bèn nhìn nhau cười. Hôm sau Chu ra cho bà Mai tới nhà, chọn mùng 1 tháng 3 là ngày đưa sinh lễ. Danh sách sinh lễ dài thượt được trình lên, đúng 120 nương theo quy tắc, không nhiều không ít, vừa chặn được miệng của Trấn gia vừa khiến họ nhìn mà bức bối trong lòng. Lâm Di đã được lĩnh giáo sự khôn khéo của Chu phu nhân từ trước rồi. Đưa tiễn bà Mai về, lão thái thái chi trưởng đập danh sách sinh lễ lên bàn, sớm biết Chu phu nhân chẳng phải là hàng ngay thẳng gì. Sinh lễ của tam tiểu thư cũng là 120 dương, mặc dù đều là gà cho tổn thất, nhưng tốt xấu gì lục tiểu thư cũng là quận vương phi, so ra thì thật sự không nhiều chút nào. Chu phu nhân là thấm nương của khang quận vương, nếu bọn họ bắt bẻ, thấm nương sẽ được tiếng làm ơn mắc oán, thế nào bên ngoài cũng có người đứng ra bênh vực ngay. Cơn tức này, trần gia chỉ có thể nhịn trong lòng, và chu gia cũng nhìn thấy điều này sinh lễ thuận lợi được đưa sang, trần gia sảng khoái thu nhận, không nói một câu thừa thải. Lễ dẫm đường hoa, trước ngày cưới nhà gái sẽ cho người nhà tân nương đến nhà tân lang bày thảm hoa. Chu Đại Thái Thái cực kỳ hài lòng, bắt tay chuẩn bị chuyện kể tiếp. Chu Đại Thái Thái uống hợp trà rồi tươi cười nói với Chu Phu Nhân, đưa sinh lễ xong là tới lễ dẫm đường hoa, có cần cho người sang phủ quận vương sắp xếp không ạ? À? vốn phải chờ tới lễ thành hôn của quận vương gia mới chuyển sang phủ mới, không ngờ quận vương gia lại phải đi đánh trận, cho nên phải rời ngày chuyển nhà. Lễ dẫm đường hoa, trước ngày cưới nhà gái sẽ cho người nhà tân nương đến nhà tân lang bày thảm hoa. Hôm cưới tân nương sẽ đi lên thảm hoa, ngụ ý hoa dệt dưới bước chân, cầu may mắn. Đồ đạc trong nhà đều đã được đóng gói, muốn tìm đồ dùng ngày thường cũng khó, nhất là khi nhìn tới phủ đệ mới là muốn lập tức chuyển vào ngay. Chu đại thái thái cũng chẳng muốn chờ thêm, không nhịn được hiến kế với Chu phu nhân, hay mẫu thân tạm thời chuyển qua đó trước để dễ bề chuẩn bị cho lễ cưới. Nếu chỉ dựa vào quản sự ma ma đi đi về về báo cáo, ngộ nhỡ có sơ sót gì thì biết làm sao? Chu phu nhân cau mày suy nghĩ, lúc được ban thưởng phủ đệ mới, tuy quân vương gia có nói muốn chúng ta chuyển sang ở cùng nhưng dù sao cũng là phủ của quận vương gia, nói thế nào cũng phải đợi quận vương gia trở về mới chính thức dọn sang. Đâu phải là chúng ta ham truyền. Chu đại thái thái thở dài, ở đâu chẳng giống nhau, con dâu ở tôn thất doanh quen rồi, thật sự không muốn truyền tí nào. Tôn thất doanh khu vực dành cho tôn thất ở. Chu phu nhân liếc nhìn Chu đại thái thái, trong mắt chứa đầy thâm ý, thật sự không muốn truyền. Nụ cười ở khóe môi Chu Đại Thái Thái càng rõ rệt hơn, con dâu muốn nói, đều là người một nhà, quận vương gia sẽ không để ý đâu. Phòng cưới được sắp xếp xong để trống cũng không tốt, chuyển sang con dâu sẽ tiện tới trông nom hàng ngày hơn, phát hiện chỗ nào không ổn cũng dễ cho người sửa chữa hơn. Vẫn là lý do ở gần dễ sắp xếp này. Chu phu nhân cầm chén trà trên bàn lên uống, hồi lâu sau mới nói, lễ cưới của quận vương ra từ trên xuống dưới đều do chị dâu là con lo liệu ngày thành hôn đã ở trước mắt rồi con dọn qua đó trước cũng được được sự đồng ý của chu phu nhân chu đại thái thái liền cười tâu toét thị là người đầu tiên dọn sang phủ quận vương hạ nhân bên trong đương nhiên sẽ do chính tay thị bổ trí về sau phủ quận vương sẽ nằm trong tay thị mẹ chồng đã tạo cơ hội thị phải nắm cho chặt mẫu thân yên tâm con dâu tự biết nên sắp xếp thế nào. Chu phu nhân tựa lưng vào đầu giường, thở phào một cái. Chu đại thái thái trở lại phòng riêng, Chu Nguyễn Cảnh đang chỉ huy nha hoàn lục lại đống đồ đã đóng gói tìm cho mình cái ấm tử xa. Ấm từ xa dùng chỉ dòng ấm gốm, cụ thể hơn là ấm pha trà làm từ đất sét từ xa, vùng Nghi Hưng. Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Chu đại thái thái ngồi xuống ghế, nhìn Chu Nguyễn Cảnh cười nói: lão gia đừng tìm nữa, chờ sau khi dọn qua phủ quận Vương Hẳng tìm sẽ dễ hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 135, sinh lễ 2. Chờ tới khi nào chứ? Chu Nguyễn Cảnh cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Đại Thái Thái. Thấy Chu Đại Thái Thái nở nụ cười lấp lửng, Chu Nguyễn Cảnh liền mừng rỡ, mẫu thân đồng ý dọn nhà rồi. Gã hơi khựng lại, ta đã bảo mà, Bên ngoài ai cũng nói hết, Khang quận vương còn nhỏ, trong nhà cần người lớn chủ trò, mẫu thân nên dọn sang sớm, như thể tiện lo liệu lễ cưới hơn. Thêm nữa, mẫu thân khổ cực nuôi dạy Khang quân vương nhiều năm như vậy, còn giúp thằng đó lấy lại được tước vị, người một nhà mà tách ra sống thì xa lạ quá. Tuy không cùng chi nhưng trong tổn thất phía chúng ta chính là gần nhất, sao có thể trơ mắt nhìn phủ Khang quận vương quạnh quẽ chứ? nếu chẳng phải do cha mẹ dốc hết sức bảo vệ chăm sóc khang quận vương, nói không chừng huynh đệ mấy gã đã có thành tích tốt hơn. Chu đại thái thái thở dài, ta phải lo liệu cho lễ cưới của khang quận vương mới dọn sang đó, chứ nói gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài. Người ngoài, Chu Nguyễn Cảnh trợn tròn mắt, hung dữ quát, kẻ nào dám nói vậy? Kẻ nào dám châm ngòi ly rắn huynh đệ chúng ta hả? À? Ai là người ngoài chứ? Nếu không có chúng ta, Khang quận vương đã sớm bị tống vào miếu xuất gia làm hòa thượng rồi, bây giờ còn có thể cưới vợ à? Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Chu Nguyễn Cảnh, đại thái thái như nở từng khúc ruột. Lão gia nói thì mạnh miệng lắm, tương lai tách ra lão gia lại không dám đứng ra tranh giành. Tách ra, Chu Nguyễn Cảnh cười khẩy, đừng mơ, ông đây chết cũng không tách, tách rồi thì phú quý này ai hưởng hả? Chu đại thái thái nguyện môi cười lâm di ngồi bên cạnh lão thái thái nhánh cả ôn lại nhân khẩu trong nhà chu thập cừu và thúc thẩm anh ta chu thập cừu do thúc thúc chu triệu hữu và thẩm đoàn thị nuôi lớn đoàn thị sinh được hai con trai con cả là chu nguyễn cảnh con thứ là chu nguyễn quý chính thể của chu nguyễn cảnh cả chu đại thái thái chân thị mà lâm di từng gặp trong nhà bây giờ do chân thị quản người đàn bà này cấp bậc lễ nghĩa chu đáo ăn nói hành sự kín kẽ không lọt giọt nước lão thái thái nhánh cả cũng nói chân thị không dễ đối phó cộng thêm khúc mắc giữa nhánh cả trần gia và chu vĩnh sương sau khi gả qua đó người đầu tiên lâm di phải lưu ý chính là chân thị chính thể của chu nguyễn quý là chu nhị thái thái quách thị bình thường ít nói tính tình không nóng không lạnh trung đụng với chân thì cũng khá hòa thuận tức là sau khi gả qua chu gia Lâm Di chỉ phải đối mặt với phu thê Chu Triệu Hữu và hai cặp ca tổ, cộng thêm hai cô em chồng một đã xuất giá một chưa. Lâm Di thở phào, xét theo quan hệ dây mơ dễ má thường gặp ở tôn thất, nhà này cũng không tính là quá phức tạp. Nếu bàn về quan hệ huyết thống, Chu Thập Cửu chính là một thân một mình. Những người này tuy khó đối phó, nhưng Chu Thập Cửu hẳn rõ ràng hơn ai hết, gần với anh ta nhất vẫn là vợ con lúc trước lâm di gọi chu phu nhân đoàn thị là phu nhân bây giờ khang quận vương thành thân nàng cũng nên chính thức thay đổi xưng hô chu triệu hữu là lão thái gia đoàn thị là chu lão phu nhân lâm di và chu đại thái thái chân thị chu nhị thái thái quách thị là chị em dâu lâm di mới nghĩ tới đây lão thái thái nhánh cả ở bên cạnh đã gõ chán nàng cảnh báo chị em dâu khó sống chung nhất ta nghe nói đại lão gia chu nguyễn cảnh là kẻ cộc cằn thua bảo Bây giờ trong nhà lại do Chu đại thái thái quán xuyến, tình hình trong phủ thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lâm Di suy nghĩ đến quan hệ rằng co giữa lão thái thái nhánh cả và nhị lão thái thái đồng thị chừng ấy năm qua. Muốn phân nhà cũng phải tranh đấu gay gắt. Lão thái thái nhánh cả nhớ tới cách làm việc của Chu gia mấy ngày nay, lửa giận lại bùng lên, cháu còn chưa gả qua mà bọn họ đã muốn ngáng chân cháu rồi. Lâm Di trái lại không hề tức giận, tươi cười đỡ tay bà chuyện vẫn chưa ngã ngũ mà, tổ mẫu đừng để bụng quá. Mặt lão thái thái nhánh cả giãn ra, cũng không biết là ai cho cháu uống thuốc chống sầu nữa. Nếu là người khác, gặp tình hình như vậy nhất định sẽ vừa uất ức vừa lo lắng. Nàng từng đề phòng chu thập cửu như kẻ địch, cho nên ít nhiều cũng hiểu về người này. Bây giờ tuy là lần đầu tiên đúng cùng lập trường với chu thập cửu, nhưng đối với ý định của anh ta, nàng không đoán chúng 10 phần thì cũng phải trung tâm phân khi chờ tin tức điều kiện tiên quyết là phải biết kiên nhẫn gần đến ngày cưới chu gia luôn im hơi lặng tiếng rốt cuộc bắt đầu có động tĩnh Chu đại thái thái dẫn nha hoàn dọn vào phủ khang quận vương trước mang theo một lúc mười mấy xe ngựa thị trọn đặt kính từ đường ở trung tâm phủ quận vương bên trái bên phải trồng hai gốc cây du cực lớn đằng sau là một loạt dãy phòng hai bên sân phụ có xây thêm phòng nhỏ Phòng chính và phòng nhỏ được thông với nhau bằng hành lang, vây quanh một vườn hoa nhỏ nhưng được sắp đặt khéo léo đẹp đẽ. Chu đại thái thái cho người khuôn đồ đạc của Chu lão phu nhân vào. Bất kể là ai cũng phải tôn trọng trưởng bối, tiểu viện tốt nhất đương nhiên phải dành cho trưởng bối ở, thể là thị treo bảng tên kính từ đường lên luôn. Dẫu gì Khang quận vương cũng đã nói mọi chuyện cứ lấy thẩm nương làm trọng, giờ bảng tên đã được treo lên rồi chẳng lẽ người khác còn có thể tới tranh giành ư? Cộng đến đêm Chu Đại Thái Thái ở cổng Thủy Hoa đón Chu Nguyễn Cảnh vào phù. Chu Nguyễn Cảnh chắp tay vào kính từ đường đi một vòng, sau đó thỏa mãn ngồi xuống ghế dựa bằng gỗ lê điêu khắc hoa văn chữ thỏ, hoa cúc và đồng tử dâng đào ở giữa sảnh. Thế này mới đúng, mẫu thân ta nuôi dưỡng Khang Quận Vương nhiều năm, cái gì cũng nghĩ cho Khang Quận Vương. Vậy mà nhất định phải chờ tới khi hôn nhân của thằng đó được định xong mới cho người đổi sang gọi là lão phu nhân, ta và nhị đệ cử như không phải con ruột vậy. Nhìn dáng vẻ ghen tị của đại lão gia, chân thị cười hỏi, lão gia có muốn tới phòng cưới của quận vương gia xem thử không? Chù Nguyễn Cảnh lập tức phấn chấn, đi, sao lại không đi chứ, ta làm đại ca cũng nên giúp đỡ một tay. Chỗ ở của khang quận vương được đặt tại tam tiền viện, bảy gian phòng chính năm gian phòng phụ hành lang hình vòng đường trải đá xanh hai bên đường trưng bày đá thái hổ các loại trông cực kỳ khi thề chu đại thái thái muốn xem phòng cưới còn chỗ nào cần chỉnh sửa thông chu nguyễn cảnh cũng vào theo sàn bóng loáng khiến ánh đèn soi rõ cả bóng người nội thất toàn bằng gỗ tử đàn bình phong thiêu cảnh muốn chim vờn hoa rực rỡ bước đón xuân của danh họa mậu từ thời tiền triều được treo đối diện của chính phía dưới đặt ngọc như ý ngự tử và một cái yên ngựa bằng vàng khảm ngọc. Rèm trưởng trong phòng đã được thay bằng rèm lụa đỏ rực, đồ trang trí đều là vật ngự tử, bình lam ngọc cá nhảy vũ môn ngụ ý chúc nhiều con nhiều phúc, bồn cây lựu bảo thạch lá vàng, tượng tay Phật, đá phúc thỏ, hộp sơn mài khắc hình bát tiên ôm đào. Giường cưới cũng được chuẩn bị thỏa đáng, chín túi hương buông rũ, chăn đệm cùng màu đỏ gấp thành chồng, thảm gấm đỏ cho tân nương môi bầy sẵn trên ghế chu đại thái thái cười nói ổn rồi mặc dù không bằng kính từ đường ở nhị tiến viện nhưng thế này là đã chu đảo lắm rồi thằng đó ở phía bắc nếm mùi thất bại tấu trương vạch tội nó đã được ngự sử chuẩn bị sẵn hết rồi chỉ còn chờ nó mang binh hồi kinh là sẽ lập tức dâng lên ngay thôi trên đầu gánh cả đống tội ta chống mắt lên xem nó còn có dám lên mặt với chúng ta nữa không tiến sinh xem âm dương nói phong thủy ở kính từ đường tốt, mẫu thân vào đó ở, nó có là tề thiên đại thánh cũng không thoát khỏi núi ngũ hành. Chu Nguyễn Cảnh vừa đắc ý nói vừa ngồi xuống giường cưới. Chu Đại Thái Thái giật nảy mình, lão ra, giường này không thể ngồi bậy. Ở đây đâu có người ngoài, Chu Nguyễn Cảnh ngã lưng ra gối rửa, thoải mái gác cả hai chân lên giường, đưa tay kéo Chu Đại Thái Thái vào lòng nhà hoàn bên cạnh thấy thể liên lặng lẽ lui ra ngoài chu đại thái thái đẩy chu nguyễn cảnh giường cưới không thể cho người ngoài ngồi đây là quy tắc từ xưa tới giờ không tuân theo sẽ bị xui đấy thì tao muốn thằng đó bị xui mà chu nguyễn cảnh ôm chu đại thái thái nằm lăn ra trên giường để nó bớt đắc chí tương lai khỏi ngã nhào vì sự đắc chí của mình chi lan ở ngoài nghe thấy tiếng thở dốc bên trong thì vội vàng kéo bình phong che lại ra ngoài đứng trông không dám thở mạnh đại lão gia rất nóng tính không chịu được bị người khác quấy dày lần trước quy viên có việc gấp phải bẩm báo vậy mà lão gia khoác y phục xong liền đạp quế viên bay ra ngoài đang nghĩ ngợi lung tung chi lan chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rồn rập vội vàng chạy tới đón thái thái đâu vợ đoàn nhị dướn cổ nhìn quanh phòng chi lan khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng với đoàn nhị tỷ tỷ có chuyện gì cũng phải chờ một lúc. Đoàn nhị tỏ ra sợ hãi, nguy. Lớn chuyện rồi. Trong cung phải nội thị đến xem nơi ở của quận vương gia sắp xếp tới đâu rồi. Chúng ta nào dám ngăn cản đại quan. Bọn họ vào tới nơi rồi kia, Nội thị, một cách gọi khác của thái giám. Chi Lan nghe xong liền tái mét mặt, cuống quýt vào đập của, lão gia, thái thái. Chưa nói hết câu thì trong phòng vang lên tiếng đồ xử đổ vỡ nội thị đi tới hành lang dừng bước, nụ cười trên mặt nhạt bớt phân nửa, thế là thế nào? Ai mà mông nghênh đến vậy? Chỉ làn bất chấp sợ hãi, hô to, lão gia, thái thái, nội thị trong cung tới. Ánh sáng trong phòng lập tức tắt phụt, một lúc lâu sau chu đại thái thái mới vội vàng bước ra, vành mắt sưng đỏ, khóe mắt, còn vương lệ. Nội thị không khỏi kinh ngạc, chu đại thái thái, người. Chu đại thái thái đưa khăn tay lên lau khóe mắt, khiến công công chê cười rồi ta lo lắng cho lễ cưới của khang quận vương sợ mình nông cạn để sơ soát điểm nào lại thấp thỏm cho sự an toàn của ngài ấy ở biên cương xúc động quá cho nên mới ngột kép nội thị khom người cười nói thái thái khiêm tốn quá thái thái vừa phải quản gia vừa phải thu xếp những chuyện này đương nhiên là làm không xuê cho nên hoàng thượng mới phái tạp ra tới giúp đỡ thái thái nói tới đây nội thị thoáng ngừng lại hôm nay Trần Gia sẽ tới chuẩn bị lễ dẫm đường hoa cho Tân Nương, chẳng hay phòng cưới của quân vương gia đã bố trí tới đâu rồi. Tạp gia là cách thái giám tự xưng. À, nếu bây giờ nói phòng cưới của Khang quận vương là ở đây, nội thị nhất định sẽ dẫn người vào, như vậy sẽ bắt gặp lão gia. Chu đại thái thái nghỉ tới đó thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở nhị tiến viện đằng trước à, đường ma ma bên cạnh chu lão phu nhân tươi cười chạy tới, bên này là viện của đại thái thái. Lão phu nhân nói rồi, chỗ ở của quận vương gia đương nhiên phải là nơi tốt nhất trong phủ. Phòng cưới vốn đã chuẩn bị xong, nhưng lão phu nhân không hài còng, cho nên muốn thái thái ngày mai tại sắp xếp lại. Nội thị đảo mắt, tiếc nhìn mặt chu đại thái thái, dường như hiểu ra gì đó, đã vậy ta xin phép truyền đổ ngự tứ vào trước. Hoàng thượng nói, quận vương gia là giường cột đất nước, là xương cánh tay trong chiều hôn lễ không thể qua loa nội thị nói lời này là muốn chỉ trích ai đều là được hoàng thượng tứ hôn nhưng từ trước đến nay không hề có chuyện nội thị giúp đỡ chuẩn bị đám cưới giờ nội thị tại đến gõ cửa ban đêm bọn họ đã bỏ sót điều gì rồi sao phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn